Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm chi tiết chiếc Canon M100, một chiếc máy nâng cấp từ Canon M10. Chiếc máy này vẫn có ngoại hình nhỏ gọn như Canon M10, màn hình lệch 180 độ. Dễ dàng selfie và quay vlog ha. Điều khác biệt về cơ bản đó là ngoại hình được thiết kế bằng da, nhìn sẽ sang trọng và dễ cầm nắm hơn. Nút mở máy và các nút quay chụp vẫn được thiết kế ở trên đầu máy ha. Máy sử dụng lens kit 15-45 và có khóa để đóng và mở lens ha. Canon M100 là dòng mirrorless, không gương lệch, có thể thay được ống kính thoải mái. Khi muốn chuyển qua các lens khác thì dòng này vẫn dùng ngàm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở máy để test các chức năng cơ bản của máy nhé. Đầu tiên thì màn hình cảm ứng khá mượt và nhạy, cảm ứng cả menu và cả cảm ứng khi mà mình chụp xem ảnh xong luôn nhé. Về các chế độ chụp thì máy được trang bị đầy đủ các chế độ tự động, bán tự động và các chế độ chỉnh tay để cho các bạn có thể chủ động để điều chỉnh ISO, khẩu tốt hơn. Về phần quay phim thì chiếc máy này hỗ trợ quay Full HD và có hiệu ứng 4K khi quay nữa nha các bạn. Là bản nâng cấp của M10 thì tất nhiên máy vẫn sẽ có kết nối wifi để chuyển ảnh nhé. Về độ phân giải thì Canon M100 phân giải lên tới 24MP. Máy không có khe gắn flash rời, tuy nhiên vẫn tích hợp flash cóc. Theo cá nhân mình thì chỉ cần có flash cóc là cũng đã đủ rồi nha mọi người. Flash tích hợp đánh khá là mạnh ha. Canon M100 là chiếc máy phù hợp cho các bạn tập sử dụng quay vlog hoặc đi du lịch nhé. Cần tư vấn và mua máy thì liên hệ Instagram mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.